thì sao? Ok, ba đèn led này lần lượt đấy là gì? Red thì nối vào chân 35, green thì nối vào chân 36 và blue thì nối vào chân 37. Ok, không cái này cho tôi chậm. Bây giờ chúng ta sẽ xem này. À, đây là gì? Đây là chú thích. Chúng ta chú thích một dòng thì chúng ta dùng hai xuồng. Chúng ta chú thích một đoạn thì xuồng sao và sao xuồng. Đây là cái ngôn ngữ C thôi. Chỗ này thì chúng ta sẽ chú thích cho nó là gì? Gọi đến input thêm một cái nữa lấy chấm khác thì đây là gì? Rồi, ở đây chúng ta sẽ có một cái đó là gì? À, nên define với những cái bài toán phần lớn quá. Let right define let right chúng ta là gì? Chân 35 nghĩa là pot sẽ chấm năm cho dễ được. Bài toán của chúng ta là điều khiển led mà, thì sau này chúng ta chỉ cần gọi cái đối tượng là led red thôi. Và led red của chúng ta là gì? Led red của chúng ta chính là cái port C5. Bạn rõ chưa nhỉ? Tại sao lại biết là led C5 thì đây này? À đâu? Đây này, chúng ta nối này, đèn led này vào chân 35, 35 thì port C biết không? Rõ chưa? Thì ở đây chúng ta là port C, xin lỗi, biết không? Đúng chưa nhỉ? Port C biết không? Nói chưa nào? Rồi chúng ta định nghĩa tiếp. Green. Chúng ta là port C1. Chỗ này thì chúng ta không cần chú thích nữa. Define as blue. Port C2. Rồi bây giờ thì thầy mới trả lời cái câu hỏi mà các bạn thường gặp. Thầy ơi, tại sao biết được nó là post C bin một? Thầy ơi, biết làm sao biết được post C bin hai rồi, biết được post C bin ba? Cái này mình phải nhớ hay thế nào? Không phải các bạn, mình lập trình phần cứng, mình phải đọc được phần cứng. Có nghĩa là gì? Khi mà người ta đưa cho mình cái sơ đồ này này, sơ đồ này này, thì mình sẽ phải dò nhé. Mình điều khiển cái gì thì mình sẽ nhìn xem cái đối tượng mình điều khiển nó được nối vào đâu. Ví dụ ở đây là đèn led màu đỏ đúng không? Đèn led màu đỏ đây đúng không? Đèn led màu đỏ đây nó được nối vào port C biết không? Em hiểu ý không nhỉ? Thế còn nếu như trong trường hợp mà nó lại có một cái như thế này. Đấy, đây nó lại là red chẳng hạn. Và ở đây người ta xóa đi. List đi. Thì em sẽ phải là khai báo đây là gì? Port gì đấy ạ? F1. Tất nhiên là port F1 thì chúng ta không sử dụng được cái như thế này. Thầy quên mất, phải lấy vào cái trường hợp mà đặc biệt quá. EF là không được. Ví dụ như thế này nhá. À. Thì ở đây chúng ta sẽ phải khai báo nó là gì? Port B bit bit 1. Chỗ này hiểu rõ không ạ các bạn? Đã có. Ok. Rồi, thì đây là bước định nghĩa thôi nhá. Và chú ý khi mà định nghĩa thì chúng ta không có dấu chấm phẩy ở đằng sau. Nhớ chưa nào? Nếu có dấu chấm phẩy thì lát nữa nó sẽ có lỗi. Ok. À, và void main thì tất cả các cái chương trình của chúng ta, chương trình chính của chúng ta thì sẽ phải nằm ở trong cái dấu dấu móc móc đơn này này. Bạn thấy khi mà chúng ta tích vào đây thì nó có cái vàng vàng để nó báo hiệu rằng là mở bao nhiêu móc thì phải đóng bấy nhiêu móc lại. Rõ chưa nào? Và chương trình của chúng ta, lệnh của chúng ta sẽ phải nằm ở trong móc chứ không được nằm ở ngoài. Ví dụ câu lệnh này là câu lệnh sai. Ví dụ như là chúng ta gán cho nó một cái thanh ghi DDRC bằng 0x00. Câu lệnh này là câu lệnh sai,
Vì sao? Vì câu lệnh này là nó nằm ngoài dấu móc, đơn này, đó xem nào, nên là không được. Rồi, buổi trước thầy đã hướng dẫn chúng ta về cách viết này chưa nhỉ? Thầy có hướng dẫn cái cốt thầy chưa, thầy chưa hướng dẫn cái viết. Ok, để, thì bây giờ là gì? Ở cách viết hôm trước mà chúng ta có ghi đó là gì? DD R C chấm không sẽ phải bằng mấy ạ? Bằng một đúng không? Đây là gì? Tác động anh ghi DDR vào port C bit không giá trị bằng bằng một. Điều này có nghĩa là gì? Điều này có nghĩa là gán cho port C bit không là lối đứng ra output. Hiểu không nhỉ? Tại sao lại thế? Thì lại quay lại cái bài tập để đọc, và thậm chí là các cái tài liệu mà thầy gửi cho các bạn ấy, bạn đọc thì bạn sẽ thấy thôi. Đây, ví dụ như là chúng ta có một cái thanh ghi đầu tiên là thanh ghi data direction DDR. DDR là thanh ghi chỉ hướng dữ liệu. Dữ liệu này có thể là vào chip hoặc là ra khỏi chip. Chúng ta muốn nhận dữ liệu từ bên ngoài vào thì nó là input. Chúng ta muốn điều khiển thì dữ liệu của chúng ta đi từ trong chip đi ra ngoài, nó là output. Nếu như cái thanh ghi này mà tác động vào nó bằng không thì nó là input. Nếu thanh ghi này tác động vào nó mà bằng một thì nó là output. Ok. Thì đây bạn thấy là gì? Chúng ta tác động thanh ghi này này vào đâu? Vào bit C0 này. Giá trị bằng mấy? Bằng một. Bằng một thì nó sẽ là gì? Nó sẽ là output. Chỗ này bạn hiểu chưa? Em hiểu rồi. Ok. À, và như thế, nếu mà như thế chúng ta phải chắc là có DD DRC chấm 1 bằng bằng 1. Tương tự thế chúng ta sẽ có DDRC chấm 2 bằng bằng 1. Đúng không nào? Vậy thì ở đây một port của chúng ta có 8 bit thì chúng ta phải có mấy dòng? Ta phải có 8 dòng. Và như thế này là cách viết của những người trâu bò rồi. Code của chúng ta tự nhiên nó dài ra mà nó không, nó dài ra mà chả để làm gì. Nó chỉ có tính chất là luận thuận thôi. Thì người ta có cách viết thứ hai. À, thì cái này thầy chú thích lại cho chúng ta sao chéo, đây là tác động đi theo từng bit bạn nhé. Và cách này thì người ta không dùng nhiều, chỉ cho cái mang tính chất là giải cho các bạn, à, giải đáp cho các bạn thì người ta dùng cái đó. Còn cách viết thứ hai người ta ghi, người ta ấy đó là gì? Bạn cũng sao chéo. À không, cần một cái động đi theo cả cả port. Cả port, port của chúng ta thông thường là mấy bit để em? Thường là 8 bit. Bấm đi. Đúng rồi. Từ bit 0 cho đến bit bit 7. Đây này. Hầu hết là 8 bit. C0 đến C7, B0 đến D7, A0 đến A7, E0 đến E7, bla bla, và D0 đến D7. Thường nó là 8 bit. Đấy, thì người ta sẽ ghi như thế này. DDR C này. Đó là gì? Thanh ghi DDR này tác động vào port C này. Port C của chúng ta có 8 bit, viết theo dạng nhị phân thì người ta viết bằng 0 b b ở đây là chữ binary em nhé. Nhị phân 8 bit thì chúng ta sẽ có là đến bit 7 này, là bit cao nhất là được viết đầu tiên này, bit 6 này, bit 5 này, bit 4 này, đúng không ạ? Bit 3 này. Bit 2 của chúng ta bằng mấy? Một. Bit 1 của chúng ta bằng mấy? Bằng một. Bit 0 của chúng ta bằng mấy? Bằng một. Thầy cố tình viết ra thành hai số 4 bit là vì sao? Mỗi một số 4 bit thì sẽ được viết thành hệ hexa dưới một cái số ở một hệ hexa, đúng không ạ? Đấy, nhưng ở đây là gì? À, chú ý bit cao ghi sang phía bên 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 này này, bên trái. Rõ chưa nào? Đấy, còn cách nhất ngay đó DDR C này. Không, x x ở đây là của hexa, x là viết tắt của chữ hexa. À, nên chúng ta sẽ thấy này, 4 bit này là một số ở hệ hexa, đúng không ạ? Hexa hệ 16 thì 0 0 0 0 là số mấy?
Số 0. Số này là số mấy đấy à, các bạn? Số mấy? 2 mũ 0 này, 2 mũ 1 này, 2 mũ 2 này, 4 cộng 2 là 6, 6 cộng 1 là 7. Hiểu biết không nào? Không biết không bài. Đã. Thế thì hai cách viết này. À xin lỗi, cả ba cách viết này. Đây cũng là tác động thay vì theo cả pot. Nhưng mà đây là gì? Theo hệ hexa. Cái này là gì? Khuyến cáo là nên viết theo cách này. Yeah. Còn đây là gì? À, tác động. Nhưng mà tác động ở đây là tác động theo cái gì? Tác động theo dạng nhị phân. Đúng không? Vậy thì chúng ta có cả ba cách viết, nó đều tác động đến pot C0, C1, C2 bằng 1 cả. Cách này cũng thế và cách này cũng thế. Thì người ta không dùng cách này, chúng ta sẽ comment đi. Và đến đây thì là gì? Toàn bộ ba cái dòng này chúng ta thu nhỏ lại thành một dòng. Thậm chí là gì? Cái dòng này chúng ta có thể là đại diện được cho mấy dòng? Tối đa. Tối đa là đại diện cho 8 dòng. Đúng không? Từ bit 0 cho đến bit 8. À đến bit 7, xin lỗi. Không nhận. Rồi. Bây giờ thì cái dòng đầu tiên của chúng ta đó là gì? Bật đèn màu màu xanh này. Màu xanh thì chúng ta có là led green, đúng không ạ? Đó. Rất đơn giản. Đó. Chúng ta compile, chúng ta compile thì các bạn vào project ấn new all nước này. Rồi chạy ra cái này, chúng ta tìm đường dẫn đến cái bài đến thư mục nhé. Cái này nếu các bạn làm theo thầy thì sẽ làm theo từ đầu đến cuối. Vì điều khiển ngoài màn hình này, bài tập này, bài 1 này, debug này, SE này, bài 1 này. Ok. Và chúng ta sẽ chạy. Đó ạ, đèn xanh blue của chúng ta sáng. Ok chưa nào? À, bây giờ là gì? À, bài toán của chúng ta thay đổi một chút, đó là gì? Đèn xanh. Sau đó thì là gì? Quá cái gì này, tắt đèn màu xanh green. Green của chúng ta, green của post C1 có vẻ như post C1 của chúng ta là blue đúng không ạ? Blue của chúng ta là post C1, thành ra cái này chúng ta sửa lại đi. À, green đúng không ạ? Tiếp nữa là gì? Red là post C0. Khi nãy chúng ta có đưa nó lên đây thì chúng ta xóa đi. Đó. Và cái này là blue, cho nó giống ở trong kia nè, thấy chưa? Rồi thế thì là gì? Bật bật xong rồi thì bây giờ chúng ta tắt. Tắt thì nó là bằng lệnh gì? Next green bật không. Dạ, chúng ta nạp compile này. Rồi chúng ta nạp vào này. Chúng ta xem. Nó tắt không ạ? Nó tắt. Đúng không? Thế bây giờ chúng ta muốn nó nhấp nháy thì sao? Chúng ta muốn nó nhấp nháy thì nó phải vừa sáng vừa tắt. Đúng không? Nghĩa là chúng ta mở cái này ra gì? Đúng không ạ? Ok, chúng ta xem thế nào. Sau đó thì thầy giải thích để chúng ta sẽ nhớ hơn. À, các bạn muốn nó chạy thì bạn phải dừng lại và bạn chạy lại thì nó mới load chương trình đấy ra nhé. Chúng ta thấy cái điều gì xảy ra ở đây? Chẳng có điều gì xảy ra cả, đúng không nào? Ok, chúng ta sẽ nhìn này. Cái này từ cấu trúc câu lệnh chúng ta chạy từ dòng đầu tiên cho đến dòng cuối cùng, đúng không nào? Khi mà vào cái vòng lặp không xác định, vòng lặp 29 này này, thì nó sẽ chạy tất cả các cái lệnh trong cái móc đơn này từ dòng 30 cho đến dòng 35. Rõ chưa? Thế nó cứ chạy thôi. 30 này, 31, 32, 34, 35 nó xong nhảy đến 30 lại nhảy lên. Hiểu không? Với cái thời gian bằng chu kỳ của máy, chu kỳ của máy thì rất nhanh, nó thực hiện cỡ hàng triệu lệnh trên một giây cơ. Thì đây chúng ta vừa mới bật đèn, sau đó thì chúng ta lại tắt. Chưa hết, nó lại nhảy lên trên này, nó lại bật, sau đó nó lại tắt, bật, tắt, bật, tắt rất là nhanh. Chúng ta không nhìn được. Không nhìn được, đúng không? Thế cho nên chúng ta muốn nhìn được, chúng ta phải có một cái hàm làm trễ ở đây. Đó là gì? Đây.
À, chúng ta không có hàm delay giây, chúng ta chỉ có delay mili giây và delay micro thôi. 1.000 mili giây là 1 giây. Thế này được chưa ạ? Đèn sáng này, sáng trong 1 giây này, đèn tắt này. Sau đó thì đèn lại sáng, được chưa hả bạn? Chưa được, chúng ta compile nhé, chúng ta chuyển sang đây nhé, hầu chạy lại đấy, lúc nào nó cũng sáng, không thấy nhấp nháy gì cả, đúng không? Đấy, cho nên là bảo là chưa được mà. Vì sao? Vì đây là gì? Sáng 1 giây, xong nó tối, tối chưa kịp tối thì nó lại làm sao ạ? Nó nhảy lên, nó sáng mất rồi. Ta phải có là gì? Hai này. Ok, nó sáng rồi, tối rồi. Ok chưa? Bạn hình dung chưa nhỉ? Đấy, thế thì tiếp nữa là gì? Với cách như thế này thầy có thể là gì? Bạn có thể thêm một cái định nghĩa nữa, define sáng thế hòa đi, sáng sáng thì tương ứng với mức logic là bằng một, bạn define tiếp nữa tối, mức logic của bạn bằng không, thì ở phía dưới này bạn không cần phải bằng không bằng một nữa mà viết theo đúng ngôn ngữ mà bạn biết được, đúng không ạ? Đây là đèn, đèn sáng, đây là đèn, đèn tối. Kết quả nó hoàn toàn tương tự khi mà bạn dùng các cái định nghĩa. Chúng ta tạm dừng và chúng ta chạy lại. Bạn sáng cũng tối. Ý muốn nói đến cho các bạn biết được đó là gì? Vận dụng linh hoạt vào cái đấy chúng ta. Được chưa nào? Ok. Tiếp tục nữa là gì? Bây giờ là một cái bài tập mới. Và comment cái này lại. Comment cả đoạn lại nhé. Bây giờ là đề bài của chúng ta là viết chương trình đèn đỏ xanh là à, xanh nước kia chấp nhận lần lượt chu kỳ 1 giây. Bây giờ chúng ta sẽ phải làm gì? Red green đó, à, red blue sáng đó, thì lúc đấy là led red của chúng ta phải làm sao hả em? Bằng tối, thế nó mới nhấp nháy được mà. Chúng ta delay ở đây, sau đó thì là led blue của chúng ta lại lúc này là làm sao hả em? Tối và led red của chúng ta lúc này bằng lại làm sao hả em? Bằng sáng, chưa đủ, chúng ta phải delay 1.000 nữa, đúng không nào? Compile a led red thì gõ nhanh rồi. Ok rồi, ở đây chúng ta sẽ dừng cái này lại, chúng ta chạy. Bạn thấy chưa? Vậy thì ở đây bạn sẽ bắt đầu là gì? Nghĩ ra những cái kịch bản mà bạn có. Bạn có bao nhiêu kịch bản thì bạn nghĩ ra để chúng ta cùng cùng làm. Hiểu ý không nhỉ? Đấy, ví dụ như mà chúng ta lại quay về bài toán là gì, làm cái đôi mắt nhấp nháy cho búp bê chẳng hạn, thì mắt của búp bê chắc chắn là không phải một mắt mà là hai mắt. Bạn hiểu ý không ạ? Thì lúc đấy bạn có thể phát triển đầu óc của bạn mà suy nghĩ được càng nhiều các cái bài toán bạn cần giải quyết ngoài thực tế, thì sau này bạn đi làm bạn sẽ, nếu như bạn mà là ông chủ thì bạn sẽ có được nhiều bài toán cho nhân viên mình làm. Thế còn nếu mà bạn chỉ loanh quanh, rõ ràng đây chỉ là một bài rất cơ bản, bài blinking led thôi, nhưng mà khi mà bạn phát triển là có rất là nhiều bài toán khác nhau, đúng không ạ? Tiếp nữa thầy muốn giới thiệu cho bạn thêm một chút nữa về cái vấn đề này. Ở đây là cái led cathode chung, đúng không? Và led cathode chung thì nó sẽ giống như cái led ở trên này, có nghĩa là ở đây thầy không dùng R nữa mà thầy cho nó gì, R đơn, đúng không ạ? Đơn đấy, blue đơn đấy. Thì là gì, thầy vẫn chạy cái chương trình đấy nhưng mà kết nối nó khác, thì bây giờ bạn sẽ xem những led nào chúng ta được nào, đó, led đỏ này và led đỏ này sáng, còn cái ở dưới nó không sáng nữa, tại vì chúng ta có tác động vào đó nữa đâu, đúng không nhà em nhỉ? Chúng ta tác động vào đơn mà, blue đơn mà,
rõ chưa nào? Đấy. Còn trong cái lúc mà chúng ta muốn ở trên đài sáng hoặc dưới đài sáng thì bắt buộc chúng ta phải viết chương trình thôi. Ý muốn nói là gì? Từng phần cứng ở trong cái hệ thống nhúng của chúng ta điều khiển cái gì chưa điều khiển thì nó vẫn chưa chịu tác động. Em hiểu ý không? À, chú ý cho thầy một chút. Thế còn bây giờ muốn điều khiển các cái đèn khác thì sao? Ok. Thầy muốn nói đi với chúng ta là ở cái vùng này này. Chúng ta đã hiểu hết chưa? Đó là gì? Các cái loại mà người ta nối chung cathode, nói chung cathode. Thế còn chung anode thì sao? Chung anode thì sao? Thì chúng ta mới bắt đầu này. Đấy, trước thầy mới nghĩ ra cái trò vẽ vẽ này hay phết. Thay vì phải chụp ảnh màn hình vào pen đúng không ạ? Để chúng ta vẽ vẽ này hay phết. Ok. Chúng ta lại comment cái đoạn này lại. Đúng không? Bây giờ là tác động đến cái đèn. Tác động đến đèn anode chung. Thì là ta thử xem nhé, ta bật cái đèn bật đèn green rồi rồi mà chưa rồi bật đèn green nhưng mà anode nhé, green anode có nghĩa là về ký hiệu của chúng ta nó ngược green anode. Ok chưa? Thì theo đúng logic kia thì bạn sẽ có gì nhỉ? Led green bằng mấy ạ? Bằng sáng. Bạn chỉ cần biết thế thôi, đúng không? Rõ ràng tại vì sao chúng ta định nghĩa cái này là sáng mà, đúng chưa? Ok, thì chúng ta sẽ compile green nhé. Thì bây giờ chúng ta sang bên này green thì bây giờ nó là cái gì ạ bạn? Label này là gì? Ai thử đoán giúp thầy nào? Đúng không ạ? Bạn hiểu không ạ? Đây là green anode này. Thì để mình nối sang bên này mà. Mình muốn điều khiển cái đèn này mà, green anode mà. Rồi chúng ta thử chạy xem nhé. Nó đã chạy em ạ. À nó khó chạy nhưng mà nó đã sáng. Chúng ta bật nhưng mà nó tối. Thế rồi bây giờ chúng ta sẽ sửa lại ở bên này xem nhé. Nếu như mà cái này mà là tối thì điều gì sẽ xảy ra? Compile. Đi. Thì nó lại sáng. Đúng ạ. Đấy. Thì có cái gì đấy nó ngược nhau ở đây. Đúng không? Nó ngược nhau. Chính xác. Tại vì sao? Bạn sẽ xem nhé. Nếu như logic chương trình này, nếu như nó tối thì logic của nó bằng mấy em? Logic của nó bằng không. Nhớ cho thầy nhé. Nếu tối logic của nó bằng không. Thì nếu như ở đây logic của chúng ta mà bằng không này. Logic của chúng ta mà bằng không này thì ở đây logic đây là nguồn mà nguồn thì tương ứng với nó là 5V. Có nhìn thấy chữ này viết không nhỉ? Có. Ok, chữ đẹp phết đấy. Thì đây là gì? Ta có Y này, Y qua đèn led đấy. Y qua led sẽ bằng này 5V trừ đi 0V chia cho 220. Thì lúc đấy là gì? Cái Y này nó mới đủ để cho cái đèn này nó sáng này. Bạn rõ chưa? Thế còn nếu như chúng ta xuất ra logic lúc đầu của chúng ta. Đây, logic lúc đầu của chúng ta ở đây mà là sáng. Thì lúc đấy logic của chúng ta ra bằng mấy ạ? Logic của chúng ta ra bằng 1. Nếu mà logic của chúng ta ra bằng 1 thì điều gì nó sẽ xảy ra? Đây. Nếu mà logic của chúng ta ở đây mà bằng 1 thì tương ứng với mấy vôn? Logic bằng 1 thì tương ứng với điện áp sẽ là 5 5V. Logic bằng 0 thì sẽ tương ứng với điện áp là 0V. Chú ý cho thầy. Thế thì ở đây là 5V, đây cũng là 5V. Đúng không ạ? Thì dòng điện của chúng ta Y sẽ bằng là gì? 5V trừ đi 5V chia cho 220. Nó bằng mấy? Nó bằng 0 thì cái đèn này nó sẽ không sáng được. Bạn hình dung chỗ này chưa nhỉ? Đó. Thế cho nên là thì tùy vào anode chung hay cathode chung mà logic của chúng ta xuất ra nó sẽ phải là 0 hay là 1.
thì lúc đấy định nghĩa của chúng ta là sáng hay tối thì nó mới phù hợp. Còn nếu như mà bạn mà máy móc thì nó sẽ không được, máy móc sẽ không được, đúng không? Nếu như trong trường hợp này mà nếu như mà bạn mà mắc cái G green này này vào cái green này thì nó sẽ hoạt động đúng. Còn nếu như mà green này mà bạn mắc sang bên này thì bạn sẽ phải làm gì? Phủ định nó một lần nữa thì nó mới được. Các bạn chú ý cho thầy. À, đấy là những cái thứ mà bạn cần chú ý thôi. Anode chung chỉ tất cả các cái này nối với dương, cho nên muốn sáng thì bạn phải tác động ở đây mức thấp. Cathode chung thì tất cả các cái này nối với âm, bạn muốn nó sáng thì đây bạn phải tác động ở mức mức cao. Rồi, hoàn toàn tương tự bạn có thể làm thêm các bài tập khác như là bài đây. Đó. Đây. Sáng tối rồi nhé, chu kỳ khác nhau rồi nhé, bạn có thể thay đổi các cái thời gian đi. Và đây đang dùng delay nhé, còn sau này chúng ta sẽ phải dùng timer. Bây giờ các bạn sẽ đóng mở các cái relay. Relay thì đây, bạn sẽ nhìn vào cái wow. Wow. Ở đây chứ. Bạn sẽ nhìn vào đây này. Đây này, muốn điều khiển một cái relay thì bạn sẽ phải có một cái bộ opto để cách ly, để cho là gì, tín hiệu điều khiển ở đây nó sẽ không bị sộc sang bên này. Tại vì relay thì thường là để điều khiển các tải tải lớn, các cái thiết bị lớn, dòng điện của nó cao. Lúc đấy chúng ta mới cần relay. Ví dụ như là relay để đóng mở một cái bếp điện hoặc là đóng mở cái van nước của máy giặt chẳng hạn. Thì đấy là các cái thiết bị điện có dòng điện chạy qua đấy rất là lớn. Nếu như chúng ta dùng vi điều khiển để chúng ta điều khiển trực tiếp nó thì nó sẽ bị hỏng vi điều khiển. Tại vì một cái bé không thể điều khiển được một cái to. Thế cho nên là người ta mới dùng đến relay, thì để tránh cái nhiễu điện công nghiệp chạy từ relay về vi điều khiển thì người ta dùng một cái bộ opto, đó là một bộ liên kết quang. Thì hình dung không ạ? Đấy, thế thì chỗ này là gì, nó sẽ sử dụng để làm cái ánh sáng phát ra từ cái đèn led này, nó sẽ điều khiển đóng mở của cái transistor ở bên cạnh, và cuối cùng thì nó sẽ đóng mở cái transistor, nó đóng mở một cái cầu điều khiển đóng mở một cái transistor lớn hơn để đóng ngắt một cái relay. Trong relay, trong điều khiển relay thì người ta luôn có một cái diode để chống chống cái dòng 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 tự cảm phát sinh, đúng không ạ? Nếu như có một cái dòng, đây là bản chất của nó là cuộn dây mà. Khi mà bạn có cấp nguồn cho nó một cái thì luôn luôn nó xuất hiện một cái dòng tự cảm. Dây thì có tự cảm mà. Đấy, thế cho nên là cái diode này nó sẽ ngăn cái chu kỳ ngược của cái dòng tự cảm đấy, đánh thủng con transistor này. Cho nên khi bạn dùng đến một cái yếu tố kháng nào mà cuộn cảm kháng nào thì bạn cũng phải chú ý cho thầy cái chuyện đó là gì, nó sinh ra tự cảm, mà dòng tự cảm thì nó chống lại cái biến thiên ban đầu. Thế cho nên là các bạn phải có một cái biện pháp để bạn dập cái tự cảm đấy đi, đó chưa? Dập đơn giản nhất đó chính là bạn chỉ lưu một nửa chu kỳ, nó sẽ làm hãm đi cái dòng dòng ngược làm cháy cái transistor này. Nếu không có con diode này thì ngẫu nhiên một lúc nào đấy, đúng không ạ, thì cái tuổi thọ của con transistor này nó sẽ giảm rất là nhanh, mang tính chất ngẫu nhiên. Rồi thì bạn có thể xây dựng một cái mạch điện như thế này và bạn sẽ điều khiển nó, đúng không ạ? Bạn sẽ điều khiển nó, thì cái đấy là cái mà để cho các bạn làm để tự hiểu. Bây giờ là thời gian dành riêng cho các bạn làm nhé. Nếu như có vấn đề gì thì các bạn sẽ bật mic lên để hỏi thầy, ok chưa ạ?